Dạ rồi em chào chị nha. Chị gái có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú chị được biết chị tên là gì và đến từ đâu? Mình tên là chị, em tên là Loan, ở bên quận 9. Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ vụ việc gì? Em muốn tìm người thân của mình ạ. Tìm người thân là tìm ai chị? Là tìm cậu thứ 8 ở trong nhà. Dạ. Vậy là chị là cháu ha? Dạ đúng rồi. Cậu của chị tên là gì? Cậu tên là Nguyễn Văn Hiền, hôm nay cậu 54 tuổi. Bỏ đi ngày nào chị? Được đi mấy ngày 22, 22 tháng 8. Hôm nay là ngày 25, tức là 3 ngày. Ngày hôm nay đúng ngày thứ 4 chứ, ngày 21, 21 tháng 8. Dạ. Ngày là ngày thứ 4 rồi. Dạ. Khi đi thì cậu của chị có đem theo quần áo, phương tiện, tài sản gì đi không? Cậu đi là không có đem cái gì hết, chỉ ngoài bộ đồ trong người thôi, không có tiền luôn nữa. Dạ. Cậu của chị đã có gia đình chưa? Chưa có gia đình. Chưa có gia đình ha. Cậu của chị có được bình thường không? Cậu bị tâm thần. Lâu chưa chị? Từ nhỏ rồi. Oh. Sinh ra là bị hay là bị cú sốc gì dẫn tới tình trạng bị tâm thần? Sinh ra rồi. Hiện tại trước lúc chưa bỏ đi thì cậu của chị ở với ai? Ông ở với lại cậu Sáu. Ba mẹ của cậu còn không? Ba mẹ cậu mất rồi. Mất rồi ha. Dạ. Bình thường thì cậu có nhớ được tất cả mọi thứ không? Cũng nhớ nhưng mà không có nói chuyện trong người nhà, trong nhà ít nói lắm, cái gì cần lắm thì mới nói thôi. Cậu của chị có hay bị lên cơn không? Không có lên cơn. Sinh hoạt có được bình thường không ạ? Sinh hoạt thì phải người nhà phải nhắc nhở. Tự ăn uống được không? Ăn uống bình thường. Tắm rửa được không? Bình thường. Có bao giờ quậy trong nhà không? Dạ không, ổng hiền lắm. Trước giờ đã và bỏ đi lần nào chị? Bỏ đi một lần rồi nhưng mà người nhà tìm được. Chỉ có lần này là đi hơi lâu, là 4 ngày. Nên mong mấy anh em giúp đỡ, như là cộng hàng giúp đỡ đi tìm cho. Dạ. Cậu của chị có cái đặc điểm gì bên ngoài dễ nhận biết không? Cậu cái chân ổng đi cà xỉa nè, với lại cao mét mấy chị? Cao khoảng gần mét ước chừng á, mét 6 hay mét 7? Hơn 1m6. Hơn 1m6 ha. Dạ. Nặng nhiều ký chị? 50 mấy ký à. 50 mấy ký. Ốm không gầy. Cậu của chị có hút thuốc không? Có hút thuốc. Hút nhiều không ạ? Ít à. Có hay nói một mình không? Không có nói một mình, mà không nói chuyện với ai hết vậy. Vậy là cứ lầm lầm lì lì vậy. Dạ đúng rồi. Trong khoảng thời gian 4 ngày vừa rồi, gia đình nhà mình đã tìm kiếm cậu ở nơi nào rồi? Vừa qua là đi tìm, coi như là bên quận 9 là đi tìm nát hết luôn rồi. Rồi cũng đi tìm mấy cái xa hơn nữa, cũng có nữa, nhưng mà cũng không ra luôn. Tức là cũng gia đình cũng đã đi tìm rất nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà vẫn không có một cái tin tức, thông tin gì về cậu. Dạ. Hoặc là bịt vô âm tín. Dạ. Tới giờ phút này gia đình sợ nhất điều gì? Chỉ là sợ là đi là không có tiền bạc gì để ăn uống hết, là đói khát. Tại vì bữa đó đi là không có ăn cái gì hết trơn á. Đó. Rồi dạng giống như không, sợ không có tiếp xúc với người ngoài, không có nói chuyện. Nên nó nhiều khi đói rồi người ta cũng không có biết mà để cho, hay là xin thì người ổng cũng không có dám xin nữa. Nói chung là gặp người lạ là nhút nhát sợ sệt vậy đó. Vậy là bản thân chị cũng như tất cả mọi người trong gia đình đều lo lắng về tình trạng, thứ nhất là sức khỏe của cậu. Yeah. Không biết được rằng cậu đi ra ngoài. Yeah, sẽ như thế nào, có được ăn không, đúng không ạ? Yeah. Và tối ngủ ở nơi nào, đúng không ạ? Yeah. Nên gia đình rất lo, nên hôm nay gia đình về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ đi tìm. Trên cái video này, thứ nhất chị có điều gì chị muốn tâm sự với cậu của chị không? Chị mong là cậu mau quay về. Nói với cậu đi. Là gia đình rất là lo lắng, mong cậu tên mau gì về. Cậu tên gì? Cậu gọi tên cậu ra chị nói đi. Cậu Tám ơi, gia đình rất là mong cậu mau quay về. Chị có điều nào muốn nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ của tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước không?
Thì chị mong muốn như thế nào, mong muốn làm sao, chị nói đi. Mong muốn là tất cả mọi người trong và ngoài nước chia sẻ để Chị nói lớn lên giúp em nào. rất là mong mọi người trên cộng đồng mạng chia sẻ nhìn thấy được cậu để liên lạc đưa cậu về càng sớm càng tốt. Vậy là trước giờ trong gia đình nhà mình mọi thứ sinh hoạt của cậu là đều bình thường hết, chỉ đôi khi cậu có dấu hiệu thôi đúng không ạ? Vậy còn thuốc men thì sao? Thuốc men thì ý là thuốc tâm thần rồi Dạ, hay kia dạ đúng rồi, có được điều trị đúng liều lượng không? có luôn, có ngày nào cũng là cho ăn xong là đưa thuốc tận tay đi uống. Sợ mình đã đi các bệnh viện tâm thần để mình điều trị chưa? Điều trị thì không có điều trị ở tâm thần nhưng mà thuốc men thì ở nhà là cho Trước uống. kia đã từng đưa đi chưa? Dạ, chưa. Được các bệnh viện để khám chưa? Khám thì hả, ở nhà có đưa đi khám nhưng Dạ. mà không để cho cậu ở trong đó, chỉ Dạ. đem về để lo Dạ. cho Để gia gia đình đình là cùng lo. tiện hơn để chăm Dạ sóc đúng không ạ? dạ đúng rồi. Bởi vì cậu cái dấu hiệu của cậu cũng không phải là nặng. Dạ Có dấu hiệu không? dạ đúng rồi. Nếu mà nặng thì sẽ rất là quậy ha. Này là ông rất là hiền. Rất thương ha, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Số phận con người thật sự rất buồn. Nhà mình gia đình nhà mình đông không? Dạ đông rồi. Gia đình thì đông lắm, bởi vì ổng đi Mình là là gốc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay sao? dạ đúng rồi. Vậy cậu này có ở nhà đấy là nhà của cậu hay là ở ké? Nhà của cậu. Nhà của cậu ha. Dạ. 50 mấy tuổi rồi đúng không ạ? Dạ. Mà hiện tại bây giờ cái tình trạng bệnh tình như vậy mà đi ra ngoài đời ngoài đường là biết như thế nào. Dạ. Rất may mắn rằng mùa này ít mưa hơn. Nếu mà cách đây 1 tháng về trước thì rất là tội. Đúng không ạ? Đỡ hơn rồi. Dạ. Và bây giờ gia đình chỉ lo lắng về tình trạng sức khỏe đi ra ngoài Dạ. như thế nào. Không biết bà con cô bác có biết để mà cho ăn hay không. Dạ. Và biết cậu có tự sinh được không. Dạ. Rồi tối ngủ như thế nào, ngủ ở đâu. Dạ. Đêm hôm lạnh lẽo. Rồi nói chung là nhiều thứ nên gia đình rất là lo. Lo về tình Dạ trạng sức đúng rồi. khỏe. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện tiếp tục anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải lại ghi nhận về trường hợp về anh trai bị tâm thần bỏ nhà đi. Thì rất hy vọng rằng cái video này khi mà anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải Bình Dương đăng tải lên, rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ hơn để giúp gia đình sớm tìm được anh trai. Thì rất hy vọng rằng cô chú anh chị có thấy anh trai như trong hình ở đâu, đặc biệt là các cô chú anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có thấy anh trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là đưa anh trai sớm về đoàn tụ cùng với gia đình. Và chị còn điều nào chị muốn chia sẻ nữa không? Chị Chị muốn chỉ nói với muốn bà con nói cô bác là không? gia đình rất là cảm ơn anh chị bên hiệp sĩ đã giúp gia đình đem cái thông tin mà để lan tỏa hết cho cộng đồng để mọi người giúp đỡ. Rất là cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Khi mà chị về đây thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải sẽ giúp đỡ hoàn toàn miễn phí, không riêng gì chị mà tất cả mọi người cô chú, tất cả mọi tỉnh thành về đây đều giúp miễn phí chị nha, nên chị yên tâm nha. Và khi mà anh trai nhà mình quay trở về rồi thì gia đình nhà mình phải có một cái cách, cái hướng thứ nhất là có thể mình xăm lên tay của anh trai mình số điện thoại người nhà hoặc là xăm một cái ký hiệu gì đấy để cho tất cả cô chú anh chị khi mà đi trong đường thì dễ nhận biết hơn, để mà giúp gia đình liên lạc với gia đình nhà mình nha. Mình phải có một cái biện pháp gì đó ha. Và toàn bộ thông tin chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ rất là đúng luôn ạ. Chị có đồng ý là tất cả các anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội để tìm cậu mình không? Dạ đồng ý ạ. Đồng ý ha. Dạ. Rồi cuối video này em không biết nói gì hơn thì chúc gia đình nhà mình nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và chúc cho cậu của chị an toàn quay trở về một ngày gần nhất. Dạ em cũng xin phép chào chị. Dạ rồi cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.